hay là xong. Tất nhiên lại rồi. Xong rồi. Anh cũng cái mũi em đau quá. Anh đi chén không? Bình nhất không? Không, nhưng mà cũng có thò tay xuống thôi chứ anh không kéo con heo đâu. Anh chỉ thò tay xuống thôi. Cứ kéo đi. Kéo một phát này cắt rồi. Còn lâu. Cho vào cũng được, kiểu hóa đi. Cho vào tí thôi. Tôi phải quan tôi mất mẹ tiếng. Sách rồi. Cho vào một tí mà quay xong. Ông này ông có lên đâu mà sợ. Bên tối anh đã bao rồi. Em nghiêm túc đi, không làm đường. Cảm ơn. Thiên đâu rồi? Thiên đang ngồi ngoài nghe chị. Thiên thằng lọ. Thiên thằng lọ. Bắt đầu. Anh phải làm gì? Ra khỏi phòng tôi ngay. Anh phải làm gì? Không. Anh làm sao gì đấy? Quay rõ ràng mình cười luôn kìa. Kéo quần anh. Buồn thấy. Kéo quần. Buồn quá. Anh đi cắt cổ em. Ôi trời ơi. Buồn trời ơi. Cái lâu quay chặt một cổ anh. Được rồi, sao? Đừng có cười, đừng cười. Chị đừng cười được, chị đừng cười được. Em nghiêm túc một phát cho xong. Chén thì nó cười không? Em chén cười à? Em nghiêm túc lên một cái cho xong. Chén phê. Phê em chén phê đi, xong. Em dê lên. Đi hết sông mà lại phê. Ông này cũng có tí võ rồi. Anh võ mà anh ép phát ra chết ngay. Nhưng mà anh đừng cho cái dâu của em buồn cười đấy, không nhịn em không kiềm được tại anh không kiềm nữa, không kiềm nữa, anh không được đi. Ồ, không được nhá. Không. Giờ mới làm mình vợ đấy. Nè. Em cao cao lên. Sạch rồi, sạch kéo cho em sướng cái con lấy phải kéo quần. Giọng đầu giờ bừa nhất nha. Đây là hậu trường quay phim cấp 3 18 gốc các bạn ạ. Em chúng ta quay món GAV là nếu học sinh cấp 3 và đại gia 60 tuổi 59. Bây giờ sẽ là cảnh quay 69. Không, nhưng mà hai người biết cảnh đóng cảnh 69 chưa? Quay cảnh gấp riêng. Không, nhưng mà nói tóm lại là có thò tay xuống kéo thật không? Có. Để nguyên, nhưng mà không kéo, anh chỉ sờ xòa thôi. Lần. Nhưng mà anh không kéo. Bỏ tay vào trong được chứ đừng có tiếp tục xuống. Em bỏ anh, tay. Anh lại chưa tụt được quần em nó tụt hết quần anh ra. Rồi coi. Anh vào phòng tôi làm gì? Anh đi ra ngay. Anh không xem vào phòng tôi. Nhanh. Anh làm sao gì đấy? Không. Ôn đi, chạy đi. Nhâm mông đi, gửi quần ra. Lên vào. Cố lên. Nhìn đéo mắc cười, nhìn sướng cái kia. Đừng cười, diễn ra thế đừng cười. Nhìn lên rồi. Cố lên. Lên sống chưa? Lên sống chưa? Anh chị, anh sợ của anh à. Nào, quá, anh này mà quay được đâu? Nó làm gì đâu? Ừ, nhưng mà nó úp mặt vào trong kia rồi thì được. Thôi được rồi, em mọi người cứ cố tình cái tao ấy. Quay lại. Chưa? Tân được đâu? Bấm máy đâu? Hay rồi.